Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một cái web, thì nó cũng tương tự giống như cái web trước đây mình đã giới thiệu cho các bạn thôi. Thì nếu bạn nào xem nhiều kênh YouTube của mình thì việc tiếp cận với web này nó cũng tương đối là đơn giản, nên là mình xin phép được nói rất nhanh ở web này. Ok. Ok, để bắt đầu thì mình sẽ rút tiền cho các bạn trước. Đầu tiên các bạn vào đây nhé, phần đây vẫn kích vào góc này, setting này. Đấy thì cài đặt cái mã mật khẩu mà để thanh toán. Mật khẩu thanh toán thì mình đã cài rồi, thì các bạn chưa cài thì nó sẽ phần trống ở đây. Thì như mình nói từ ban đầu ấy, thì là web này nó cũng giống như những web trước mà mình giới thiệu, như web này này. Đấy, mình đợt trước mình giới thiệu cho các bạn. Thì tí nữa mình sẽ có bài so sánh về hiệu năng của hai web, cũng như là đây bạn, chỗ phần này nó trống thì bạn điền vào nhé. Bây giờ mình điền rồi thì đấy, ấn mình xong bạn ấn vào đây đấy. Xong mình ô thi thoảng nó không dịch nhưng mà thôi, bạn ấn vào đây dù sao cũng ấy mà, dễ mà. Ấn kích vào đây, min rút của nó là 1 ru, bết vào đây. Đấy, điền cái password vào. Ok, thành công. Bạn nhìn này, nó đã trừ rồi. Và bạn có thể nhìn tài khoản của mình là 6.9. À, 69. Không phải 6.9. Ô, not hơn đâu. Đợi tí, bạn có thể nhìn tài khoản là 6.9. Thì bây giờ sẽ lên 7. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi trước đã. Thì cách chơi của nó cũng tương tự giống như web kia. Đây, hai web thằng này với nhau. Thì mình muốn nói qua về hiệu năng của nó phần này. Kích vào đây. Đấy, chào. Đã. Ok, đây mình đăng nhập vào cho các bạn xem. Nó lâu thế, mạng chán. Ok, tí. Thì các bạn để ý cho phần này cho mình này. Mới vào vào ấy thì nó sẽ cho bạn chơi miễn phí, thì với một cái vòng quay spin này, cái vòng này spin thì đây, nó chỗ này nó nói là tầm 1 tiếng thì bạn sẽ có được 0.3, một ngày bạn được 7.2, còn thằng bên này ấy, thì 1 tiếng bạn được 0.35, một ngày bạn được 8.4. Và thằng bên này thì đương nhiên là nó sẽ được nhiều hơn rồi, nhưng thằng bên này nó đã được ít hơn mà giá mua lại còn cao hơn nữa, mới mất 5.000 coin. Thằng này mất 1.000 coin thôi. Bạn nhớ nhé, hai web này nó tính cái số coin giá trị tương đương với nhau, thì đương nhiên là cái thằng này nó sẽ rẻ hơn này, nó cũng mất 1.000 coin thôi mà thằng này mất tận 5.000 coin, thì nó rất là đắt hơn thằng này mà lại kiếm ít hơn nữa. Đâm ra dù gì các bạn chơi web này coi như là các bạn chơi thêm, chơi miễn phí cho mình. Thi thoảng ấn vào streaming này này để kích quảng cáo, nhưng mà được cái quảng cáo của thằng này ấy, thì nó lại ngon hơn cái thằng bên này, nó cho được nhiều hơn đây. Spin này nhá, bạn kích đây. À, mình thấy nó cũng tương đối giống nhau với về kích quảng cáo. Các bạn, những cái quảng cáo mà ở trên này này, nó ghi này, active window này, đấy, active window đấy, đấy, đấy. Là bạn phải mở cái màn hình liên tục, mở cửa sổ liên tục, của cái này bạn có thể rời nó đi nó vẫn chạy cái chỗ phần này, active window đấy. Thì thằng này ở bên này nó cũng tương tự thôi, và mỗi ngày bạn vào một lần cho mình ấn boilers này, bạn có thể nhận lucky từ 10 đến 100 coin cho một ngày. Đây là thời gian đếm cái vòng quay, và cứ mỗi ngày bạn kích vào phần con này, profit này, có nghĩa là nhận cái lợi nhuận này, ấn vào đây thế là nhận thôi. Thì những người dẫn đầu, nói chung là nó cũng tương tự như web kia thôi, nó chỉ là khác mỗi là cái phần kia thì các bạn phải để ý cho mình, khác mỗi cái phần lợi nhuận ấy. 6. Như trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, dễ, nó đơn giản, trong cái này mình nói nhanh đấy. Thì khác mỗi phần lợi nhuận thôi. Cái này mình cũng đủ rút rồi, nhưng mà mình chờ 1.000, chờ đủ 1.000 để mua thằng này thêm, hoặc là chờ 5.000 để mua thằng này thêm. Chứ mình cũng thì thằng này thì tương đối là nó ấy hơn, nó cao hơn tận 5.000 cơ. Thì cái đấy là các bạn lên để ý cho mình.
Thì thường những bạn chơi lâu ấy rồi thì cũng đơn giản thôi. Link của web thì mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Web thì mình sẽ rút được về. Vẫn như mọi lần mình báo với các bạn là các bạn có thể chơi kết hợp. Tốt nhất là chơi kết hợp vì dù sao nó cũng là miễn phí mà. Không mất gì, nên ra bạn cứ kết hợp mà chơi, chả tội gì phải đầu tư. Cứ kết hợp cái quảng cáo hoặc là bạn vứt đấy xong rồi chờ thời gian vào. Ví dụ như bạn bạn chỉ chơi một web thôi thì bạn sẽ có được 1 ruble, nhưng mà bạn chơi 10 web thì trong một ngày bạn sẽ có được 10 ruble, thì đương nhiên nó sẽ ngon hơn là ấy rồi, đúng không? Đây 70 lên 70 này, đấy rút về rất nhanh luôn. Mình được cái là những cái thằng như này rút về cực nhanh luôn. Mình thấy công nhận bọn này nó liên kết tốt, rút nhanh, chuyển nhanh, tiền về rất nhanh. Nếu mà nó bending chậm thì chắc chắn là nó có vấn đề rồi. Đấy. Về tính năng thì nó đơn giản thế thôi, không không có gì đặc biệt. Đây, chỉ cần min một một là bạn rút được rồi. Trước mình có giới thiệu cái này rồi, nên là các bạn cũng đơn giản. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nếu bạn nào chưa ấn subscribe thì nhớ ấn subscribe, like, share kênh YouTube của mình. Các bạn đây, các bạn có thể chia sẻ với link này với các bạn bè để kiếm thêm thu nhập, giới thiệu với các bạn bè của các bạn, kích vào đây để kiếm thêm. Thì mình cứ chơi miễn phí thôi, cũng không cần phải nhất thiết phải đầu tư vào những cái web mà nó giống tương tự như nhau như này. Thì về cái thiết kế design mình thấy nó cũng không có gì là đặc biệt, nên về cá nhân mình thì mình sẽ không đầu tư vào những web như thế này. Còn có rất nhiều những web nó đẹp đẽ hơn nhiều, mà trong cái đó tài sản của bạn thì cũng có ít có hạn, chứ đừng có mà đầu tư vào những cái web này. Tốt nhất là cứ nên chơi miễn phí, đấy là cá nhân mình thôi. Còn nếu mà các bạn thích thích đầu tư thì tùy, nhưng mình cũng không có một lời khuyên nào đúng đắn cho việc đầu tư cả, vì tất cả mọi việc đầu tư mà khuyên ấy nó đều không phù hợp với bất cứ cá nhân nào. Nhiều bạn thích chơi thể loại này, nhiều bạn thích chơi thể loại khác. Như đợt trước mình có giới thiệu đồng Ruble này từ lâu lắm rồi, nhưng mà có một số bạn bạn rất thích chơi. Thì bây giờ mình quay lại, chứ lúc đấy mình lại không thích chơi cái đồng này, mình toàn chơi đô hoặc là Bitcoin thôi, chứ mình không chơi đồng này. Nhưng mà ngày đấy có một số bạn bạn rất thích chơi đồng này, bạn chỉ đầu tư vào đây thôi, thì ra bây giờ bạn ấy lại thắng to. Bạn lại được ngon hơn là mình chơi đô thời buổi cam quýt nó bán nó rẻ thối, ăn cam suốt ngày. Còn mấy bạn chơi rover thì chả ra thì ăn cam bao giờ, mặc dù là họ chơi cây rồi đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình.